Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Vườn Ươm Hải Đăng để tìm hiểu một số cây giống mà bên Vườn Ươm Hải Đăng đang có và đang phân phối trên thị trường. Sau đây Vườn Ươm Hải Đăng xin giới thiệu với các bạn về một giống chuối đặc biệt, đó là giống chuối Tây Thái Lan. Trước mắt các bạn đây là khu vực ươm cây giống chuối Tây Thái Lan của Vườn Ươm Hải Đăng. Với lợi thế là quả to, thơm ngon và nhanh thu hoạch hơn các giống chuối hiện có, giống chuối Thái Lan từ khi du nhập vào nước ta đã được mọi người ưa chuộng và mua về ăn. Còn các vườn ươm thì đua nhau trồng vì cho năng suất cao. Chuối Thái Lan này có xuất xứ từ bên nước bạn Thái Lan, hiện đang trở thành giống chuối hot trên các mạng xã hội về làm vườn vài năm gần lại đây, trở lại đây. Nhiều nhà vườn cho biết là giống chuối này có nhiều ưu điểm hơn hẳn giống chuối thường, không chỉ bởi chất lượng quả mà còn do chúng dễ trồng, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh. Về đặc điểm của cây giống chuối Thái Lan, cây chuối Thái Lan là giống cây ăn quả thân giả có chiều cao khoảng 4 mét, chuối có tàu lá dài, rộng, bản màu xanh. Do có nguồn gốc nhập ngoại nên đặc điểm thân, hoa quả to, nhỉnh hơn các giống bản địa của Việt Nam. Giống chuối Tây Thái Lan cho thời gian thu hoạch sớm hơn và thời gian thu hoạch cũng kéo dài từ 10 đến 12 năm. Chuối Thái Lan là giống chuối cho năng suất cao, sau 16 tháng trồng, cây sẽ cho ra buồng chuối. Mỗi buồng có khoảng 12 lải với trọng lượng là 25 kg trên một buồng. Quả chuối Thái Lan có dạng thuôn dài, đường kính mỗi quả trưởng thành khoảng 4 cm. Khi chín, quả sẽ chuyển từ màu xanh sang màu vàng bóng, khá đẹp mắt. Khi ăn, bạn sẽ có cảm giác ngậy ngậy, bùi bùi, thơm ngọt, rất thú vị. Trong quả chuối Thái Lan có giá trị dinh dưỡng. Chuối Thái Lan là một loại quả có nhiều dinh dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh, cân đối. Trong chuối có hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào. Điển hình là hàm lượng vitamin A, vitamin C, D cùng hàm lượng khoáng chất như kali, sắt và hàng loạt các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Chuối Thái Lan là loại thực phẩm tốt cho tim mạch khi chúng ta ăn thường xuyên. Một thành phần của chuối có chứa chất chống ung thư, tăng cường trí nhớ, cải thiện tâm trạng tốt. Đặc điểm cây giống của bên Vườn Ươm Hải Đăng đó là, như các bạn thấy ở đây, cây được trồng trong bầu ươm. Cây được nhân giống bằng phương pháp gieo hạt. Cây có chiều cao trung bình từ 30 đến 40 cm. Cây sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh. Trong quá trình đặt mua cây giống, nếu quý khách còn vấn đề gì thắc mắc, chưa hài lòng về cây giống hoặc cần được tư vấn thêm thì quý khách vui lòng gọi điện về số điện thoại 0966 446 329 hoặc phản ánh về email vườnhaidang@gmail.com. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ lại và giải quyết ngay cho quý khách. Tại Vườn Ươm Hải Đăng, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.